Ok, xin chào anh em đã đến với kênh Nhật Game Mobile của mình, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Như vậy là hôm nay đã là tuần đầu tiên của sự kiện chiêu mộ hạn giờ mới ở bên server Việt Nam, và em tướng chiêu mộ hạn giờ tuần này của chúng ta đó chính là em tướng Divauta, một siêu búp thuộc dòng truyền kỳ anh em ạ. Cùng với cái bản cập nhật em tướng Divauta thì chúng ta có thể thấy là hiện nay Dương tự chọn tướng UR ở bên server Việt Nam đã chính thức là đưa em tướng Wanomako vào trong hệ thống mảnh ghép Dương tự chọn tướng UR. Đây sẽ là một niềm rất là vui với tất cả anh em nông dân và dân cày và VIP thấp ở bên server Việt Nam, bởi vì hiện nay thì em tướng Wanomako đã trở thành em tướng phổ thông và đại trà rồi. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta có đấy, cùng với Evan tuần 3 mùng 2 tháng 9 thì chúng ta có sự kiện đó chính là Evan 60 năm tướng anh em ạ. Với Evan 60 năm tướng thì anh em có thể hoàn thành là 3 vòng đấy, 3 vòng Evan 65 trong vòng là 2 tuần 14 ngày nha anh em nhé. Đây chính là những cái điểm cập nhật mới trong cái event tuần này, cũng như cái bản cập nhật tuần này đối với em tướng bên con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam. Rồi ok, ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi review và test em tướng Divauta của chúng ta, để xem liệu Divauta của chúng ta có thực sự là một em tướng siêu búp và có thể thay thế được vị trí của em tướng Wanomako hay không nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong thư viện và chúng ta sẽ cùng check các chỉ số và hệ thống thuộc tính của em tướng Divauta của chúng ta. Đầu tiên là về trang phục thì đây, bây giờ thì mình sẽ check luôn cho anh em về trang phục. Đối với em tướng Divauta của chúng ta thì hiện nay có một bộ skin mặc định, đó chính là Divauta của chúng ta sẽ khoác một chiếc áo khoác, anh em có thể thấy là nhìn trông rất là cute luôn đúng không? Ở vị trí phía sau thì có hình Divauta thè lưỡi mà kiểu như là đang ngủ đây. Đấy, còn vị trí ở phía trước thì anh em có thể thấy là Uta của chúng ta thì với hai màu tóc, một màu tóc hồng đấy, và một màu tóc trắng, nhìn trông rất đẹp luôn. Ngoài ra thì phiên bản Uta của chúng ta sẽ có một cái skin nữa, đó chính là cởi cái áo khoác ngoài ra. Thì sau khi cởi áo khoác ngoài ra thì anh em thấy là xuất hiện một đôi cánh màu trắng và màu hồng anh em ạ, ở vị trí phía sau lưng của Divauta, nhìn trông rất là ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ kỹ năng của em tướng Divauta của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ cùng đi test Uta nha anh em nhé. Ok, đầu tiên với Divauta của chúng ta là một em tướng hỗ trợ thuộc dòng truyền kỳ. Các chỉ số cơ bản của Uta, đầu tiên anh em thấy là với sức tấn công là 19.816. Như vậy là nếu như so với em tướng búp Wanomako, với em tướng búp Wanomako thì hiện nay sức tấn công của em tướng Divauta nó đã cao hơn sức tấn công của em tướng Wanomako rồi. Như vậy đấy, như vậy thì cái lượng búp máu của em tướng Divauta của chúng ta nó phụ thuộc vào sức tấn công, thì cái chỉ số cơ bản như này thì cái lượng búp máu thì chắc chắn là đã cao hơn đối với em tướng Wanomako rồi. Tiếp theo chúng ta có thể thấy là tốc độ của Uta ở đây là 1690. Như vậy tốc độ của em tướng Uta nằm trong top 1 các em tướng có sức tấn công cao nhất trong con game kho báu truyền thuyết. Hiện nay chúng ta có thể kể đến là Orien, Edward Greenville, thì em tướng Uta của chúng ta cũng 1690 là con tướng có sức tấn có cái tốc độ cao nhất trong con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Đây nó sẽ ảnh hưởng đến cái khi mà anh em bui huy hiệu và tốc độ cho em tướng Divauta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ kỹ năng của em tướng Uta để xem như thế nào nha anh em nhé. Đầu tiên anh em sẽ cùng đến với kỹ năng số 1. Hiện nay mình sẽ review đấy, và tí nữa sẽ test cho anh em là Uta của chúng ta sẽ có full kỹ năng FP nhé, gần như là full kỹ năng FP hết. Với kỹ năng 1 tên là chiến binh âm nhạc, khi mà anh em nâng đến level 4 thì Uta nó sẽ tấn công đơn thể phía trước, tức là tấn công một mục tiêu ở phía trước, gây 289% sát thương và giảm 30% tỷ lệ kháng bạo, 30% giảm sát thương của tướng đối phương, duy trì 2 hiệp. Như vậy là với em tướng ở hàng trước gần như là sẽ là các em tướng tanh hoặc là em tướng siêu búp Wanomako, thì ở đây em tướng Divauta của chúng ta đã giảm 2 chỉ số thủ của tướng đối phương, đó chính là kháng bạo và miễn giảm sát thương. Tiếp theo nữa, xóa mọi hiệu quả búp của mục tiêu kỹ năng. Như vậy là các hiệu quả búp, ví dụ như sát thương này, phòng thủ này hoặc miễn giảm sát thương thì sẽ bị xóa mọi hiệu quả búp, kèm cho hai đơn vị có sức tấn công cao nhất phe ta dấu ấn là nốt nhạc cường công. Ví dụ như hiện nay các em tướng có sức tấn công cao nhất trong phe của ta có thể kể đến như là Rain thời trẻ hoặc là em tướng sư tử vàng Siki đấy, thì sẽ kèm thêm cho em hai em tướng có sức tấn công cao nhất trong phe ta nốt nhạc cường công. Với nốt nhạc cường công này duy trì trong một hiệp thì sẽ tăng là 30% công và 30% kháng hiệu quả cho hai con tướng có sức tấn công cao nhất của team ta. Tuy nhiên là đối với dấu ấn này nó chỉ duy trì trong một hiệp thôi. Như vậy là anh em phải chú ý là bui tốc độ của em tướng Divauta là
cao nhất trong team của ta nha anh nhé, để Uta của chúng ta có thể ra đòn đầu tiên thì mới có thể là búp cái nốt nhạc cường công này hiệu quả nhất, để các em tướng kia khi mà nhận nốt nhạc cường công sau đó nó thực hiện đòn đánh của nó thì nó sẽ được tăng 30% công và 30% kháng hiệu quả. Đồng thời Uta sẽ hồi máu cho đơn vị có lượng máu thấp nhất phe ta bằng 300% lực công. Như là nếu như Uta của chúng ta có sức tấn công là 100.000 chẳng hạn thì sẽ hồi khoảng 300.000 lượng máu cho tướng đối đồng minh của phe ta có lượng máu thấp nhất nha anh em nhé. Như vậy kỹ năng 1 vừa gây sát thương này, vừa giảm kháng bạo và giảm cái miễn giảm sát thương của tướng đối phương, vừa búp công và búp kháng hiệu quả cho hai em tướng có sức tấn công cao nhất trong team của ta, đồng thời đó chính là hồi máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất trong phe của ta. Đấy là kỹ năng 1 của em tướng Diva Uta. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang kỹ năng thứ hai. Với kỹ năng thứ hai nội tại Diva thế giới thì khi mà vào trong trận đánh, Uta sẽ được tăng là 45% máu, 30% công, tăng trị liệu sẽ tăng là 25% và miễn sát thương bạo, tức là kiểu như là kháng sát thương bạo ấy, là 30% anh em ạ. Cái kháng sát thương bạo kích là tăng 30%. Trước khi Uta hành động sẽ xóa mọi hiệu quả xấu của bản thân nha anh em nhé, sẽ xóa mọi hiệu quả xấu của bản thân. 50% tỷ lệ là xóa mọi hiệu quả xấu của đơn vị mang nốt nhạc phấn khởi. Nốt nhạc phấn khởi thì nó sẽ là ở trong cái nội tại kỹ năng ulti. Như vậy là ngoài tăng máu, tăng công, tăng trị liệu, tăng kháng sát thương bạo thì trước khi hành động Uta của chúng ta sẽ xóa mọi hiệu quả xấu nha anh em nhé. Đây sẽ là một cái rất là hay của em tướng Diva Uta luôn. Và ở đây mình thấy là khi Uta của chúng ta chỉ cần có SP2 thôi thì đã có nội tại là xóa mọi hiệu quả xấu của bản thân rồi anh em ạ. Không cần phải búp mắc SP4. Nếu như anh em có điều kiện thì chúng ta sẽ thêm được một chỉ số nữa, đó là 50% xóa mọi hiệu quả xấu của đơn vị mang nốt nhạc phấn khởi nha anh em nhé. Ok, đấy là kỹ năng thứ hai của Diva Uta. Anh em có thể thấy như vậy là Uta của chúng ta rất khó bị khống chế luôn đúng không? Bị khống chế nhưng mà trước khi hành động của nó thì nó sẽ được giải trừ luôn. Đây là một điểm rất là hay của Uta. Và kể cả em tướng Wanomaco trong cái nội tại kỹ năng 4 cũng vậy anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng ulti. Với kỹ năng ulti của Uta của chúng ta có tên là Phản Quang. Uta của chúng ta sẽ tấn công tướng đối phương có sức tấn công cao nhất. Ví dụ như hiện nay là em tướng Rainen thời trẻ chẳng hạn là một siêu đam và là một em tướng có sức tấn công cao nhất trong các team hiện nay và được các người chơi ưa chuộng và bùi sức tấn công cao nhất, thì Uta sẽ tấn công gây 404% sát thương cho đơn vị có sức tấn công cao nhất trong team địch. Và đặc biệt đó chính là có 80% tỷ lệ kèm dấu ấn Uta giai điệu lên mục tiêu kỹ năng. Tiếp theo nữa là kèm cho, để mình giờ sẽ cùng check tiếp. Đối với cái dấu ấn Uta giai điệu này thì tướng đối phương gần như sẽ bị trói buộc, không thể hành động và không thể nhận bất kỳ hiệu quả chi viện nào, bỏ qua miễn dịch. Như vậy là em tướng đây sẽ là một cái để khắc chế em tướng Rainen thời trẻ của chúng ta. Khi mà nếu như trong team của đối phương là em tướng Rainen được bùi sức tấn công cao nhất và Uta có tốc độ cao hơn Rainen, thì Uta của chúng ta sau khi sử dụng đòn đánh ulti thì sẽ có 80% kèm tỷ lệ gắn dấu ấn là Uta giai điệu để chói tướng đối phương, cấm đối phương không thể hành động và không thể chi viện. Các dấu ấn chi viện ví dụ đến từ Wanomaco hoặc đến từ Luffy Zephyr thì sẽ không hiệu quả. Như vậy là anh em gây sát thương cho em tướng Rainen bao nhiêu thì Rainen nó phải nhận bấy nhiêu ấy, chứ nó sẽ không được chi viện. Rồi đây là một điểm rất là hay, nhưng tuy nhiên anh em phải búp tốc của Uta cao nhất trong cả hai team nha anh em nhé. Ok, tiếp theo là Uta của chúng ta sẽ kèm cho hai đơn vị đồng minh ngẫu nhiên phe ta dấu ấn nốt nhạc phấn khởi. Với dấu ấn nốt nhạc phấn khởi này thì mỗi lượt sẽ hồi cho tướng đồng minh này 8% lượng máu tối đa và tăng 15% tỷ lệ bạo kích, 15% sát thương bạo kích, duy trì 3 lượt không thể thanh tẩy. Như vậy là duy trì 3 lượt rất là xa luôn, đặc biệt là có hồi máu và có tăng tỷ lệ bạo và sát thương bạo với 15% anh em ạ. Như vậy rất là ok luôn nhé. Tiếp theo chúng ta có thể thấy là Uta của chúng ta sau khi sử dụng đòn đánh ulti sẽ hồi cho toàn thể tướng đồng minh phe ta bằng 10% lượng máu tối đa của mỗi đơn vị nha anh em nhé. Như vậy là 10% của mỗi đơn vị chứ không phải là 10% lượng máu tối đa của Uta. Nếu những em tướng ví dụ như là tanh thì sẽ hồi nhiều hơn, còn tướng sát thương thì sẽ hồi ít hơn, nó phụ thuộc vào cái lượng máu tối đa của tướng team ta. Tiếp theo, nếu như đơn vị có lực công cao nhất phe địch đã từng hành động thì hiệu quả hồi phục tăng đến HP bằng 15% lượng máu tối đa của mục tiêu nhận chi động. Cái này anh em có thể hiểu như nào? Tức là bình thường thì nếu như Uta có tốc độ cao hơn tướng đối phương thì cái quan trọng là gắn cái dấu ấn là chói cái dấu ấn là Uta giai điệu cho mục tiêu kỹ năng duy trì một lượt, thì cái này nó sẽ là hiệu quả tốt nhất là để cấm
con tướng sức tấn công cao nhất của team đối phương hành động. Nhưng tuy nhiên nếu như tốc độ thấp hơn ấy, thì con tướng trong team đối phương nó đã hành động rồi, thì Uta nó sẽ đẩy cái khả năng hồi phục lên từ 10% thành 15%, bởi vì cái dấu ấn mà Uta giai điệu hiện nay nó đã mất cái hiệu quả rồi, bởi vì con tướng team của địch nó đã hành động rồi, thì bây giờ nó sẽ đẩy là 10% lượng máu lên thành 15% lượng máu hồi nha anh em nhé. Tiếp theo, nếu hiệu quả trị liệu của đơn vị nhận vượt lượng máu tối đa của đơn vị đó thì 50% lượng máu còn dư sẽ chuyển thành khuyên trị liệu. Cái này anh em có thể hiểu là ví dụ như một em tướng Luffy Zephyr chẳng hạn, hiện nay nó đang có 2 triệu máu đúng không, và 2 triệu máu này đấy, thì tiếp theo là 15% của em tướng của 2 triệu máu đó là 300.000 đúng không, nó là 300.000 lượng máu, mà máu của Luffy Zephyr nó còn khoảng 1.9 triệu chẳng hạn, thì như vậy là hồi 100.000 thì như vậy vẫn dư 200.000, thì 200.000 này nó sẽ chuyển hóa thành khiên trị liệu. Thì mình nghĩ khiên trị liệu này nó sẽ là cái khiên hồi phục hấp thu HP này này. Đây anh em có thể thấy này, khiên hồi phục hấp thu cái lượng HP dư thừa thì nó sẽ chuyển thành khiên nha anh em nhé. Như vậy kỹ năng ulti của em tướng Uta của chúng ta rất là toàn diện luôn, gây sát thương cho tướng đồng minh tướng có sức tấn công cao nhất trong team của đối thủ là một này, thứ hai là hồi máu toàn thể cho team của ta này, và thứ ba là có 80% là gây hiệu ứng là Uta giai điệu gây hiệu ứng chói này. Còn nếu mà tướng đối phương đã hành động rồi thì nó sẽ tăng cái lượng máu hồi lên, đồng thời đó là gắn hai dấu ấn là nốt nhạc phấn khởi đấy, tăng hồi sát thương bạo kích này và tỷ lệ bạo kích, đồng thời là hồi 8% lượng máu tối đa mỗi hiệp. Như vậy là rất là ok luôn ở kỹ năng ulti của em tướng Diva Uta nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với nội tại kỹ năng 4. Với nội tại kỹ năng 4 của em tướng Diva Uta thì vào đầu trận Uta sẽ nhận dấu ấn là thế giới Uta. Với dấu ấn này thì sẽ tăng 30% công này, 30% phòng thủ, 30% miễn sát thương và 25% tỷ lệ kháng bạo. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái là tăng công thôi, còn lại là 3 đấy, 3 chỉ số là đều tăng phòng thủ và ở đây duy trì đến hết trận, không thể bị thanh tẩy. Tiếp theo, tăng cho đơn vị có lực công cao nhất phe ta 20% giảm sát thương, miễn giảm sát thương, không thể bị thanh tẩy, duy trì đến cuối trận này anh em ạ. Hồi sinh sau khi tử vong sẽ không biến mất. Như vậy là ví dụ như một số em tướng hiện nay ví dụ như là sau khi chết rồi hồi sinh, hoặc là ví dụ như em tướng Rainen thời trẻ là sau khi bị sát thương chí mạng sau đó miễn tử thì khả năng là sẽ không bị mất 20% cái giảm sát thương này, mà nó sẽ cứ duy trì đến cuối trận. Nhiều cái ấn hiện nay là sau khi chết hồi sinh hoặc là miễn tử thì nó sẽ xóa hết các cái ấn này, nhưng ở đây như thế này chúng ta có thể thấy là không bị xóa nha anh em nhé. Tiếp theo, sau khi bắt đầu chiến đấu và bị tấn công vượt quá 20% lượng máu tối đa của bản thân thì Uta của chúng ta sẽ nhận dấu ấn là nấm mất ngủ. Với dấu ấn nấm mất ngủ này thì khi Uta nhận sát thương chí mạng thì nó sẽ xóa cái dấu ấn nấm mất ngủ và triệt tiêu cái lượng sát thương chí mạng, đồng thời xóa mọi hiệu quả xấu của bản thân. Như vậy là dấu ấn nấm mất ngủ sẽ miễn tử một lần cho em tướng Diva Uta nha anh em nhé. Tiếp theo, cái này là cái quan trọng nhất này, mà cái này chính là cái làm lên thương hiệu của Uta và khác biệt với em tướng Wano Mako. Nếu như Mako là gắn khiên miễn dịch và hồi máu trong cái đòn đánh ulti và trong cái nội tạng thì Uta của chúng ta vào đầu trận sẽ kèm cho hai đơn vị có sức tấn công cao nhất của phe ta dấu ấn là nốt nhạc vô hiệu. Với dấu ấn nốt nhạc vô hiệu thì sẽ miễn tử một lần, mình cứ nói luôn là miễn tử một lần cho hai em tướng có sức tấn công cao nhất trong team của ta. Như vậy là kể cả Rainen có tấn công con đó và gắn cái dấu ấn cấm trị, cấm nhận khi miễn dịch thì cũng không sợ, bởi vì có cái nốt nhạc vô hiệu này đã gắn từ ngay đầu trận rồi nhá anh em nhá. Mình sẽ cùng check xem kỹ năng thứ ba có nốt nhạc vô hiệu không. Đối với SP3 anh em ạ, SP3 thì sẽ gắn cho một đơn vị nốt nhạc vô hiệu. Đối với SP2, đối với SP2 thì hiện nay chưa có nha anh em nhé. Như vậy là những anh em nào chơi Uta mà nâng kỹ năng SP thì anh em để ý, phải SP3 kỹ năng 4 thì mới gắn được một cái dấu ấn nốt nhạc vô hiệu. Còn lại khi mà kỹ năng thứ 4 mà SP4 anh em ạ thì chúng ta mới có là hai đơn vị đồng minh. Và một điểm nữa đặc trưng của dòng truyền kỳ đó chính là công nghệ kết hợp. Bắt đầu chiến đấu nếu phe ta đồng thời tồn tại hai thế lực Tứ Hoàng, Ác Mộng, Hải Tặc, Hải Quân, và theo cái meta hiện nay thì các người chơi hiện nay đang sử dụng một em tướng tanh Luffy Zephyr cùng với đó là các em tướng sát thương ấy, thuộc dòng Tứ Hoàng và kết hợp với truyền kỳ, thì đây chính là một lợi thế của em tướng Diva Uta. Uta sẽ tăng cho toàn thể tướng đồng minh phe ta 36% giảm sát thương, 25% kháng bạo kích, 36%
kháng sát thương bạo kích duy trì 3 lượt, không thể bị thanh tẩy và không có hiệu lực với các kết hợp khác. Tức là nếu như trong trận mà có Uta này, có Sabo hoặc là có cùng với truyền kỳ Yamato Shiki thì nó chỉ nhận một ấn của một con tướng thôi, chứ nó không cộng dồn anh em nhé. Như vậy là cái kỹ năng thứ tư của em tướng Dibauta mình thấy rất là tuyệt vời luôn, đến từ cái vị trí đó chính là cái dấu ấn là nốt nhạc vô hiệu để búp cho hai em tướng có sức tấn công cao nhất trong team của ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test em tướng Dibauta của chúng ta. Hiện nay thì với em tướng Dibauta, con ác mà mình đang mượn để sử dụng để review cho anh em, thì hiện nay chủ ác bạn ý đã nâng SP cho em tướng Dibauta lên đến SP 15 rồi anh em ạ. Hiện nay chỉ còn một cái kỹ năng thứ hai nữa thôi là đang chưa full SP thôi, còn Uta của chúng ta đang SP 15. Hiện nay Uta đang sử dụng một Haki liên kích level 4, phản sát thương level 2. Tiếp theo là với trang bị thì hiện nay đang có một trang bị 6 sao, một trang bị 5 sao và hai trang bị 4 sao. Thánh khí hiện nay đang sử dụng Na Bàn để tối ưu hóa cái khả năng tốc độ của em tướng Dibauta. Tiếp theo về run đang có một truyền kỳ nhanh nhẹn level 4, thần thể level 3. Tiếp theo nữa chúng ta có né đòn và kháng bạo, như vậy là rất là tuyệt vời đến từ vị trí run và haki cho em tướng Dibauta nhé. Với huy hiệu hiện nay đang sử dụng huy hiệu tăng công và huy hiệu là tăng cái khả năng khống chế lên 20% anh em ạ, cộng với 80%, như vậy là lên là 100% tỷ lệ khống chế cho em tướng Dibauta. Các chỉ số anh em có thể thấy hiện nay bạn ý đã búp tốc độ lên đến 84 anh em ơi, cực kỳ là chất lượng luôn. 24 này, 20 này, 20 này và 20 anh em ạ, quá là tuyệt vời đến từ bộ huy hiệu búp tốc 84 điểm tốc. Về vỏ sò hiện nay đang có 4 vỏ sò đỏ, 1 vỏ sò cam đấy và 1 vỏ sò laser. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng đi test thôi. Và với như này thì mình sẽ đưa một em tướng Luffy Zephyr vào và một em tướng Rainen thời trẻ vào đấy, trong team của bạn ý đấy, để em tướng Dibauta của chúng ta có đủ hai đồng minh để có thể búp nhá. Lực chiến hiện nay đang lên 8 triệu với 3 em tướng, thật sự rất là chất lượng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test với người chơi Mystic. Đấy, lực chiến hiện nay đang 8 triệu 6 và chúng ta sẽ cùng đi test với người chơi Mystic để xem em tướng Dibauta của chúng ta thể hiện như nào. Như vậy là anh em có thể thấy vào đầu trận Uta của chúng ta đã gắn hai cái dấu ấn là nốt nhạc vô hiệu cho em tướng Luffy Zephyr và em tướng Rainen thời trẻ rồi. Điển hình anh em có thể nhìn thấy đó chính là hai cái dấu ấn hình trái tim có cánh và có hình vòng tròn ở phía trên. Đây sẽ miễn tử một lần cho em tướng Luffy Zephyr và em tướng Rainen thời trẻ nha anh em nhé. Đồng thời sau khi em tướng Uta của chúng ta sử dụng kỹ năng 1 thì đã gắn nốt nhạc cường kích, đúng không? Hình như là nốt nhạc cường kích hay nốt nhạc gì đây? Đâu rồi? Cái tên của nốt nhạc nó biến mất rồi. Ok, tí nữa chúng ta sẽ cùng quan sát lại. Và bây giờ sẽ là kỹ năng ulti của em tướng Dibauta. Tuy nhiên là một điểm trừ đến từ Uta đó chính là kỹ năng ulti của Uta khá là dài dòng văn tự anh em ạ. Đó, rất là lâu luôn. Đấy, nên nếu như Uta của chúng ta mà liên kích hai lần nữa thì thật sự nó sẽ rất là lâu luôn anh em ạ. Vừa rồi anh em có thể chứng kiến một pha ulti đến từ vị trí của Rainen trong team của chủ ác với 40 triệu sát thương anh em ạ. Quá là ok luôn. Và sau pha ulti vừa rồi thì 3 trên 5 em tướng ấy, trong team của người chơi Mystic đã lên được. Và bây giờ chúng ta thấy là còn em tướng Rainen và em tướng Wanomako thôi. Ok, đây sẽ là một pha ulti không thấm vào đâu đến từ vị trí của Rainen thời trẻ anh em ơi. Như vậy là chúng ta được chứng kiến em tướng Dibauta của chúng ta có khả năng là hồi máu rất là trâu và búp dấu ấn là nốt nhạc vô hiệu ở đây thể hiện là cái miễn tử cho em tướng Luffy Zephyr và em tướng Rainen là cực kỳ là chất lượng luôn. Bây giờ thì mình sẽ khả năng là sẽ phải bỏ qua và mình sẽ thay team một chút để anh em có thể thấy là đối với cái dấu ấn miễn tử này nhé. Hiện nay thì mình sẽ đưa em tướng Carrot vào đây, đưa em tướng Carrot và chúng ta sẽ đưa em tướng này đi, Thủy sư Đô đốc Akainu vào và chúng ta sẽ cùng đi test nhé. Đưa mỗi con một vị trí đi anh em ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test để xem cái dấu ấn của nó sẽ xuất hiện như thế nào nào. Ok, vào bảng xếp hạng và Mystic, chúng ta sẽ tiếp tục test với bạn Mystic. Đây đấy, vào đầu trận này rồi. Bây giờ là nốt nhạc cường công đúng không anh em? Nếu đây, đâu rồi nốt nhạc cường công anh em ạ. Như vậy là tăng công và tăng công và tăng cái gì đây, tự nhiên lại quên mất anh em ạ. Tăng công và tăng kháng hiệu quả anh em ơi. Ok, như vậy là em tướng Akainu của chúng ta đã lên đường rồi. Và đây, tiếp tục chúng ta sẽ chỉ còn một em tướng Carrot thôi. Và bây giờ anh em sẽ cùng chú ý để xem khi mà em tướng Carrot của chúng ta với em tướng Carrot thì hiện nay sẽ không có khả năng nội tại là miễn tử hoặc là hồi sinh sau khi chết nhá. Và chúng ta đã có một ấn là gắn cho em tướng Carrot rồi. Để xem là lượng máu hồi của em tướng Uta khi mà chỉ có hai tướng thì nó sẽ như thế nào.
Ok, như vậy là hồi 1 triệu rưỡi máu và ấy, sát thương là hơn 3 triệu, 3 triệu mốt sát thương anh em ơi. Và anh em có thể thấy đấy, sau khi ulti của em tướng Dimauta của chúng ta thì em tướng Rayen thời trẻ này, em tướng có sức tấn công cao nhất trong team của người chơi Mystic thì đã bị chói, và với hiệu ứng là nốt nhạc chói này thì em tướng Rayen sẽ bị chói trong vòng 2 turn nếu như không thể thanh tẩy anh em ạ. Ok luôn, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta có thể thấy đây chính là 80% cộng 20% cái tỷ lệ chính xác của hiệu ứng debuff đến từ vị trí đòn tấn công ulti của em tướng Dimauta. Chúng ta cùng xem là nó có duy trì tiếp tục đến turn thứ 3 không nhá anh em nhá. Bởi vì cái dấu ấn này thì nó duy trì 2 turn, nếu mình nhớ không nhầm thì nó duy trì 1 turn thôi anh em ơi. Mình xin lỗi, là đối với cái dấu ấn chói này nó chỉ duy trì 1 turn thôi, và sang turn 3 thì em tướng Rayen của chúng ta đã được gọi là thanh tẩy rồi, đã được xóa cái dấu ấn đó rồi. Đấy, sau khi sử dụng cái đòn tấn công kỹ năng 1 thì em tướng Carrot của chúng ta đã tiếp tục được nhận dấu ấn là nốt nhạc cường công. Carrot của chúng ta sẽ được tăng công và tăng kháng hiệu quả. Như vậy là với một mình em tướng Uta và một mình em tướng Carrot thôi thì trụ rất là tốt luôn. Đấy, sau khi tăng 30% công thì nó tấn công vào vị trí của em tướng Rayen thời trẻ, và vừa rồi Rayen thời trẻ đã phải nhận cái khiên miễn dịch đến từ vị trí của em tướng Diva Uta anh em ạ. Khả năng là em tướng Rayen của chúng ta sẽ không thể tiễn được em tướng Carrot lên đường đâu anh em ơi. Ok nào, chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu em tướng Carrot của chúng ta. À rồi, ok anh em ơi, như vậy là vừa rồi thì sau khi đòn tấn công của em tướng Rayen thời trẻ tấn công vào vị trí của em tướng Carrot thì em tướng Carrot của chúng ta đã phải sử dụng một cái dấu ấn miễn tử đến từ vị trí của em tướng Diva Uta rồi anh em ơi. Và chúng ta thấy là dấu ấn nốt nhạc vô hiệu đến từ vị trí của em tướng Diva Uta ở trên đầu em tướng Carrot thì đã biến mất rồi anh em ạ. Ok luôn, rất là chất lượng đến từ vị trí của em tướng Uta của chúng ta luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với pha ulti 4.2 triệu sát thương từ Carrot, và như vậy thì vẫn chưa thể kết tiễu được trận đấu anh em ơi. Và bây giờ thì 2-2, một team thì có Carrot, một team có Rayen, một team có Marco và một team có Uta. Như này thì liệu có kết thúc được không hay là chúng ta sẽ kết thúc ở tỷ số hòa. Đấy, ok anh em có thể thấy lượng sát thương của Uta gây ra cho em tướng Rayen cũng rất là thấm luôn đúng không anh em. Ok luôn, mặc dù là với em tướng Wano Marco của chúng ta có khả năng chia sẻ sát thương chí mạng thôi anh em ạ, chứ không có khả năng chia sẻ sát thương như em tướng Luffy Zephyr. Ok rồi, như vậy là em tướng Carrot của chúng ta đã tiến em tướng Rayen thời trẻ lên đường rồi anh em ơi. Thôi mình sẽ bỏ qua thôi nhá anh em nhá. Ok, đây cái lượng sát thương như vậy là duy trì đến turn số 14 và Carrot của chúng ta rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, gây ra lượng sát thương là 101.630.000 sát thương. Ok anh em ạ, như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã review các bộ kỹ năng của em tướng Diva Uta, và chúng ta đã test đội hình một chút và các ấn của em tướng Diva Uta của chúng ta. Và anh em có thể thấy là với 80% khả năng gây hiệu ứng chói và kết hợp thêm một bộ huy hiệu bạn ấy đang gắn thêm cho 20% nữa, như vậy là cái tỷ lệ chính xác đâu ở đây đáng lẽ ra là nó lại không cộng vào đây anh em ạ, nó sẽ không cộng vào đây anh em ơi. À đây, khống chế đây, mình xin lỗi, đây nó chính là khống chế đây, 20% tỷ lệ khống chế đây này thì nó sẽ đến từ cái huy hiệu này 20%, và cũng cộng với đó là 80% trong đây thì khi mà vào trận thì nó sẽ lên là 80%. Tuy nhiên là không phải là 100% là gánh là sẽ dính, bởi vì là các em tướng trong team đối phương thì nó sẽ có khả năng là kháng hiệu quả debuff nữa, kháng debuff nữa, chứ không phải là cứ 100% là dính cả nha anh em nhé. Rất là tuyệt vời, rất là ok đến từ vị trí của Diva Uta SP15 của chúng ta luôn. Và anh em lưu ý là anh em muốn chơi Diva Uta thì mặc định là anh em phải nâng lên 11 sao và anh em phải có kỹ năng SP. Mình sẽ cùng check xem với Diva Uta thì mặc định kỹ năng UP sẽ nó sẽ là bao nhiêu nha anh em nhé. Xem nào. Để mà kỹ năng 1 thì nó sẽ full kỹ năng thì nó sẽ phải là xóa tất cả kỹ năng hiệu ứng debuff thì nó sẽ phải là full SP. Đấy, còn không thì anh em nâng có SP thì gần như là các dấu ấn nó sẽ cơ bản như nhau nha anh em nhé. Chỉ khác là 3 với 4 thì nó sẽ 100% xóa này, và nó sẽ tăng là gắn dấu ấn là nốt nhạc cường công cho hai em tướng. Đối với kỹ năng thứ hai thì anh em chỉ cần, theo mình thấy thì anh em chỉ cần nâng lên đến được SP2 thôi để nó trước khi hành động xóa mọi hiệu quả xấu của bản thân là ok rồi.
Đối với kỹ năng thứ tư, anh em ạ, để mà anh em có thể tăng cái dấu ấn chói xem nào. Hiện nay đối với dấu ấn là Uta giai điệu thì nếu như SP1 thì có 60%, nếu như SP2 thì vẫn là 60%, SP3 vẫn là 60%, như vậy là full SP của kỹ năng 4 thì mới nâng lên được 80%. Nên là nếu anh em có nâng thì anh em ưu tiên nâng kỹ năng thứ 3 của em từ Uta lên để nó nâng lên thành 80% nhé. Ngoài ra xem nào, cùng với cái kỹ năng nội tại kỹ năng 4, với nội tại kỹ năng 4 thì ở đây Uta của chúng ta xem nào, hiện nay SP1 thì chưa có gắn nhá, SP1 thì chưa gắn cái dấu ấn là nốt nhạc vô hiệu nha anh em nhá. SP2 cũng chưa gắn dấu ấn nốt nhạc vô hiệu. Với SP3 thì chúng ta có một nốt nhạc vô hiệu. Như vậy thì với em tướng Diva Uta của chúng ta thì theo mình, nếu như những anh em nào mà hiện nay mới chỉ bui được SP11 thì chúng ta lên bui là 2243. Đấy, để 2243 thì chúng ta chỉ cần gắn một cái dấu ấn nốt nhạc vô hiệu cho em tướng sức tấn công cao nhất trong team của ta thôi là ok rồi. Nhưng mà chúng ta cần là cần đẩy cái tỷ lệ khống chế của cái Uta giai điệu từ 60 lên 80%. Đấy là cái ý kiến của mình thôi. Và ở video sau thì mình sẽ check các top bên server chung và bên server chung để hướng dẫn anh em xem là tham khảo cái hướng bui Rune Haki và khảm đá của em tướng Diva Uta, cùng với đó là em tướng Búp Quốc Dân hiện nay, đó chính là em tướng Wano Mako nha anh em nhé. Anh em hãy cùng chờ đón kênh của mình để chúng ta sẽ cùng học hỏi, cùng tham khảo cách bui làm sao cho hiệu quả đến với em tướng Uta cho các top và với em tướng Wano Mako cho các dân cày chính hiệu nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.